Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ VSTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định đưa Võ Vinam, môn võ truyền thống của Việt Nam, vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quyết định này dựa trên đề nghị từ Cục Di sản Văn hóa và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Đây là một bước quan trọng trong việc ghi nhận giá trị văn hóa của Võ Vinam và sự phấn đấu của cả cộng đồng Võ Vinam trong suốt 85 năm qua. Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Võ Vinam Thế giới và Chủ tịch Liên đoàn Võ Vinam Việt Nam đã chia sẻ niềm vui với quyết định này. Ông nói rằng đây là thành quả của bao thế hệ môn sinh Võ Vinam trong quá trình phát triển môn phái. Điều này cũng là bước quan trọng để đưa Võ Vinam trở thành di sản văn hóa phi vật thể của toàn thế giới. Võ Vinam đã có sự phát triển mạnh mẽ trên thế giới, với hơn 2 triệu môn sinh tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục. Nhiều quốc gia đã phát triển phong trào Võ Vinam mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh với Việt Nam, ví dụ như Algeria và Campuchia. Môn Võ Vinam cũng đã thường niên tổ chức các giải vô địch thế giới, vô địch châu Âu, vô địch châu Á và vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra, Võ Vinam đã tham gia SEA Games và có kế hoạch tiến vào ASEAN và Olympic trong tương lai. Tờ trình của Sở VSTT thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Võ Vinam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã nêu rõ Võ Vinam là một môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam, được cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội. Võ Vinam là sự kết hợp giữa tinh thần và kỹ thuật tự vệ, thể hiện sự chiến đấu và bảo vệ của dân tộc Việt Nam. Hồ sơ giới thiệu nêu bật đặc tính sâu sắc của Võ Vinam sau 85 năm hình thành và phát triển. Môn võ này đã có những đóng góp to lớn vào nền võ thuật Việt Nam và thế giới. Với hệ thống kỹ thuật dân tộc, khoa học và thực dụng cùng triết lý nhân sinh và tấm lòng xả kỳ, Võ Vinam đã giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Võ Vinam thể hiện sự thâu tập kho tàng võ học của các cộng đồng cư dân Việt Nam và đã hệ thống hóa và hiện đại hóa thành môn phái võ đạo của Việt Nam. Môn võ này góp phần xây dựng con người toàn diện, rèn luyện thể chất và tinh thần và khuyến khích ý chí, nghị lực, đạo đức và tinh thần hợp tác xã hội. Liên đoàn Võ Vinam Việt Nam có chiến lược bảo vệ và phát triển Võ Vinam cả trong nước và thế giới. Trong nước, họ sẽ phát triển Võ Vinam ở 63 tỉnh, thành phố và tăng cường phong trào Võ Vinam trong học đường. Họ cũng có mục tiêu xây dựng học viện Võ Vinam tại thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo Võ Vinam cho cả Việt Nam và quốc tế. Việc thành lập Liên đoàn Võ Vinam Thế giới năm 2008 đã thúc đẩy phong trào Võ Vinam toàn cầu, và Việt Nam đang tiến hành đăng ký UNESCO công nhận Võ Vinam là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.